Dũng Mướn Cầu Nao Vlog xin chào bà con nông dân, xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay thì ngày 11 tháng 9 âm lịch năm 2022, Dũng ghé thăm cái vườn Na Nhà của Dũng, cái vườn khoảng 7 năm rưỡi. Thì cái vườn này đó là cây nó già, nên là đợt này đó là Dũng xử lý. Dũng chỉ phun một cử chuyển mầm của Hoàng Minh, rồi sau đó 15 ngày thì Dũng cắt cành. Rồi sau cắt cành 10 ngày thì Dũng phun lần thứ nhất là cái ra hoa và cái canh si bo của Hoàng Minh. Rồi sau đó 17 ngày thì Dũng cũng phun thêm một cử. Thì đến nay là được khoảng 26 ngày thì Dũng chuẩn bị phun cái cử thứ ba là cái canh si bo và cái calibo của Hoàng Minh nữa. Thì ngoài ra thì Dũng có phun một số thuốc như là thuốc trừ sâu và cái nấm bệnh nha bà con. Thì cái vườn này đó thì cây nó già nên Dũng không có tạo mầm. Dũng không có tạo mầm, mà Dũng không có bón phân, mà Dũng cũng không có phun cái tạo mầm 10-60-10 và MKB luôn. Thì Dũng chỉ phun có một cử cái chuyển mầm thôi. Rồi Dũng cắt luôn. Thì hôm nay thì cái tình hình hoa thì Dũng thấy là hoa nó đẹp nha bà con. Hoa tương đối nhiều. Không phải là hoa chùm nhưng mà nó phân bố đều. Dũng thấy là nó phân bố đều. Hoa thì nó mập xoắn. Có một hai cây Dũng cắt mẫu trước. Như hai cây này thì Dũng cắt mẫu trước thì nó, cái này thì nó đã nở nè, có dấu thì dấu đậu. Mấy cây mà cắt trước thì có dấu đậu một hai trái. Như vậy thì Dũng thấy là cành nào nó cũng mang hoa hết nha bà con. 2-3 tuần hoa này, như thế này là 3 tuần hoa một lượt. Thì Dũng thấy là cái sản phẩm ra hoa của Hoàng Minh thì Dũng rất hài lòng. Canh si bo cũng vậy, và cái canh si bo cũng vậy, cái chuyển mầm cũng vậy. Thì đây là chúng ta thấy cái hoa này ha bà con. Chúng ta thấy mặc dù là Dũng không có phun tạo mầm gì hết, nhưng mà hoa nó vẫn mạnh, cuống nó vẫn dài và mập, hoa thì xoắn. Bà con thấy nhiều khi cái hoa nó xoắn bà con lo lắng thì không phải đâu nghe bà con. Hoa xoắn là không mạnh đối với mảng cầu na. 20 mấy ngày mà cái bộ lá như thế này thì Dũng cũng rất là vừa ý. Tại vì trong cái sản phẩm ra hoa canh si bo đó thì nó có một số cái dinh dưỡng nó làm cho cây phát triển mà vừa phải. Cây chúng ta không có sợ thiếu được, thiếu chất. Đợt này thì Dũng sử dụng cả cái bộ năm của Hoàng Minh luôn.